Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đem về huyện Vĩnh Thạnh vừa có buổi tiếp xúc cử tri các xã thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Tại buổi tiếp xúc các cử tri của 9 xã, 2 thị trấn được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 10 tháng qua và phương hướng các tháng cuối năm 2024. Cử tri rất phấn khởi trước những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, đề đạt 5 ý kiến xung quanh việc làm đường giao thông nông thôn, quy trình về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phản ánh tiến độ thi công đường tỉnh 916, đường Nam kênh Đòn Dông, đoạn từ kênh H đến kênh F, kéo dài, gây khó khăn cho người dân, công tác khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đã ghi nhận, tiếp thu, giải trình và thông tin một số nội dung, vấn đề cử tri quan tâm. Đối với những ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết, đoàn tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.